Xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình không có làm nhiều nha các bạn. Hôm nay gió rất là lớn luôn nhưng mà mình không có làm nhiều. Hôm nay mình sẽ đi nhận một món quà từ thành phố Hồ Chí Minh gửi về cho mình nha các bạn. Đây là một món quà của người anh ở trên thành phố. Phải nói là bỏ công sức rất là nhiều luôn bạn ơi. Công sức rồi thời gian. Nói chung là mình rất là trân trọng cái tình cảm của người anh này. Thì bây giờ á, mình sẽ đi lấy cái món quà về và các bạn nhớ theo chân mình xem coi là hôm nay mình sẽ nhận được cái gì nha. Về nhà nghe các bạn. Thì bây giờ tới đây rồi thì mình cũng xin bật mí với các bạn luôn. Ở trong này nó là một bộ sáo diều nha các bạn. Do chính tay một người anh ở trên Sài Gòn làm gửi về cho mình. Anh này tên là An Huy. Đó, phải gọi là một nghệ nhân thật sự luôn các bạn. Làm sáo rất là đẹp luôn nha. Sản phẩm của anh làm rất là tâm huyết. Mình đã thấy được mấy bộ sáo của anh rồi. Thì ngày hôm nay mình nhận được phần quà này. Mình cũng xin phép là mở ra và mình gửi lời cảm ơn đến anh Huy nha. Thực sự là cảm ơn rất là nhiều luôn. Những lần trước mình làm sáo diều thì mình làm không được, thì cũng có những anh em là nhắn tin góp ý này kia. Còn riêng anh Huy á là làm cho một bộ luôn, là thứ nhất là có để chơi, thứ hai á là có thể nhìn theo và mình có thể là mình áp dụng vô những cái sáo tiếp theo mình làm. Anh Huy này còn rất là nhiệt tình đến cái mức là anh up nguyên một cái clip là khoảng 5-6 clip gì đó, là làm cái sáo từ đầu đến cuối, từ cái lúc mà cái ống nè, rồi tới cái miếng gỗ để đục sáo. Nói chung là tất tần tật từ A đến Z để mà làm được cái sáo như thế này. Chút nữa mình sẽ để cái link kênh của anh Huy vào trong cái phần mô tả video này nha các bạn. Thì những bạn nào mà làm sáo diều mà làm chưa kêu hoặc là kêu chưa có hay á, thì các bạn cứ vào kênh của anh Huy xem một lần từ đầu đến cuối đi. Mình chắc chắn với các bạn là sẽ làm được. Cái sáo đơn hôm trước á, là mình cũng xem video của anh Huy mà mình làm theo đó. Làm rất là chi tiết luôn nha các bạn. Mặc dù anh không phải là cái kênh YouTube chuyên nghiệp, nhưng mà anh muốn up video đó lên cho mình chính bản thân mình xem thôi. Thì nhân đây mình cũng xin giới thiệu với các bạn, cho các bạn rộng rãi nhiều người biết đến cái kênh YouTube đó, và các bạn có thể áp dụng vô để mà làm được cái sáo diều mà mình mong muốn nha. Bây giờ là lúc quan trọng nè, mình sẽ khui hộp cái sáo diều này nha, để xem coi bên trong nó như thế nào, nó đẹp như thế nào nha các bạn. Mình bảo đảm với các bạn là sẽ không phí thời gian của các bạn đâu. Bây giờ dẹp đồ qua bên, mình sẽ khui cái hộp quà này nha. Là bình thường là mình không có làm clip trong phòng mình đâu các bạn. Ở đây là mình đang làm trong phòng mình nha. Còn đây là cái máy tính để mình chơi game thôi. Mình ít khi nào, nói chung là từ trước giờ mình chưa có làm cái gì trong phòng mình hết á. Nhưng mà hôm nay là một cái clip đặc biệt, cho nên là mình quyết định mình sẽ mở trong phòng mình nha. Rồi, bây giờ chị Dung sẽ là người quay vô. Đây. Úi. À, nó bằng giấy nha, vì gọc bỏ luôn đi, lấy cái hộp thôi. Wow, nguyên thùng bia. Nguyên thùng bia luôn. Đó, có bia uống luôn chị Dung à. Sao cái thùng bia nhỏ xíu vậy ta? Thùng bia chứ, ảnh cắt lại à. Ờ, bia 24 lon. Đây 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 đây. Thấy gì chưa? Ồ, ảnh gói rất là kỹ luôn á. Trời ơi. Đẹp quá anh ơi. Sao nó đẹp dữ vậy trời. Ôi các bạn ơi, nhìn nè. Cái này không phải bằng ống nước đâu nha các bạn. Cái này là bằng tre nha.
bằng tre, rồi xong rồi anh đánh anh sơn ra như thế này nè. Bạn nhìn chưa, tính được chưa? Đẹp quá luôn. Coi nè. Nhìn giống như ống mũ vậy anh. Ừ, mịn tới mức nhìn giống như là ống nhựa PVC vậy đó. Ủa trời ơi, sao lớn vậy? Ê, nó lớn mà nó kêu đều nữa. Bộ sáo này, sáo diều này mình thả cái là... Đây nè, em thấy không? Em biết cái này cái gì không? Cái là cái gì anh? Cái cây để gắn cái sáo diều vô phải không? Cây tre đó. Cây tre hả? Cây tre mà nhìn nó giống như là cái nhựa cái gì đâu á. Không thể tưởng tượng được. Qua nhìn cọc sáo nữa bạn. Hết sức rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái sáo vô nha. Nhỏ xíu mà nó cái nè, cái này kêu lớn nè. Tiếng hay quá chừng luôn ha. Rồi, cái ông này á là cái chốt gài. Bữa anh có gửi clip cho mình rồi. Anh Huy làm cái chốt gài sao em thấy anh không làm chốt gài anh? Nghệ nhân thực thụ khác. Khác là anh. Anh là học nghề thôi, đang học nghề thôi. Vài năm nữa đi, 5-6 năm nữa đi anh làm chốt cho. Nội cái này không là nó cái khó làm này nè, em thấy không? Cái này bình thường sao làm được? Xịn xò, xịn xò. Cực đẹp luôn các bạn ơi, cực kỳ đẹp mà phải nói là tinh xảo rồi, tỉ mỉ, nói chung là khủng khiếp. Không phải đơn giản mà làm được cái sáo này đâu. Cũng được đó, nhưng mà mình thấy nó rất là kỹ. Bạn mình có thể làm được nhưng mà mình không thể làm được đẹp như thế này đâu bạn. Nè, cái miệng sáo nè, cái ống sáo. Nhưng mà mình thích nhất á là cái phần cọc sáo nè, rất là đẹp luôn các bạn. Mình không tưởng tượng được nó đẹp như thế này luôn á. Rồi. Được chưa? Cực đẹp luôn các bạn ơi. Đẹp không chịu nổi luôn á. Vừa thử nha. Mình đâu nghĩ cái sáo diều mà đẹp dữ ha anh. Sáo diều mà sao làm đẹp dữ cơ. Trời ơi. Sao nó lớn dữ vậy? Quá kinh khủng, thật là khủng khiếp. Mà không nghĩ là cái sáo mà nó kêu lớn như vậy luôn các bạn. Em hốt mình treo ở đâu ta? Em cũng đang tính hỏi anh á. Treo lên, anh chỉ chơi 1-2 lần thôi là anh treo lên, không có thả nhiều đâu. Hay là treo đây được không? Hay bên đây anh. Ừ. Hay là ngay chỗ cái... Không, anh muốn treo ở đây. Để mai anh thiết kế lại. Quá đã. Lớn ghê ha. Cái âm thanh rất là đều luôn ha anh. Ừ. Rồi đây các bạn ơi, các bạn có thể thấy bộ sáo của mình chưa? Đó, gáp vô vậy nhìn đẹp không tưởng được luôn các bạn. Sơn bóng ha, rồi cái phần đặc biệt là cái phần ống nè, các bạn nhìn thấy không? Anh làm rất là mịn, cái đó là cả một tâm huyết trong này các bạn. Mình nhận cái món quà này mà mình cảm thấy rất là vui, vì vui mà vừa... Thôi, nói chung là vui thôi. Đây, sẵn đây mình cũng cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Từ những ngày đầu tiên á, thì anh chỉ mình làm sáo, rồi mở miệng sáo, rồi làm ống sáo, rồi tỷ lệ sáo, tỷ lệ của cái ống này nè. Nói chung là rất là nhiều, chỉ rất là nhiều thứ. Và cuối cùng là anh làm luôn một bộ sáo cho mình. Thì các bạn nhìn thấy bộ sáo như thế này, các bạn thì đánh giá được chất lượng rồi đó. Chất lượng là không thể nào bàn cãi được rồi. Tí nữa mình sẽ để cái link của kênh ở dưới nha các bạn. Các bạn có thể vào kênh của anh để có thể là mình bảo đảm luôn. Bạn nào mà từng làm sáo diều rồi mà làm chưa được á, vào xem video một lần là các bạn làm kêu chắc chắn là sẽ kêu luôn. Vì mình biết đây là mình đã từng xem video của ảnh và mình làm theo rồi, nó kêu cái sáo đơn hôm bữa đó. Thì nó mặc dù nó chưa hay thôi, nhưng từ từ mình sẽ tìm ra những cái chỗ sai và mình khắc phục thì nó sẽ kêu ổn rồi các bạn. Hôm nay thì mình không có test cái sáo này dưới diều nha các bạn. Mình sẽ để vào bữa sau gặp gió thì mình sẽ cột vô con diều của mình. Rồi mình sẽ thả nó lên nha. Rồi, rất là đẹp luôn các bạn ơi.
Rồi, video đến đây thôi nha các bạn. Một ngày rất là tuyệt vời, đi nhận bộ sáo đẹp như thế này. Đó, thì cuối cùng là mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Và đặc biệt là cảm ơn anh Huy đã tặng cho mình bộ sáo đẹp như thế này. Rồi, nhiệm vụ của chị Dung bây giờ là dọn dẹp ở đây. Mình sẽ đi cầm cái sáo này chạy em vòng sớm cho nó kêu chơi nha các bạn. Rồi, bây giờ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video test sáo một ngày mai hoặc ngày mốt nha. Mình test cái sáo này nha các bạn nha.